Bé này chỗ này ngủ một miếng to dữ sợ. Chị người đây lâu vậy đó chị à? Chị mới thôi. Ai phát nước vào người nữa luôn à? Hồi nãy tưởng khách bình thường ngủ, tại vì khách ngủ cũng đi say á, là ngủ vừa đi chạy xe vừa ngủ luôn á, nguy hiểm. Cây dây nặng sạch thì khoảng lấy ơi. Khóa cửa không đâu chị, nhưng mà mấy ngày nữa là ta cống khăn rồi. Hết mưa chưa? Xem gì mà nó ghi vậy. Tháng sau là bay vô mắt chạy vậy em thấy đường luôn. Có thể là cố đây, em đi nào chỗ khác em khác luôn á, cố đây nha.
cô nữa nha, thôi. Để ra chơi chơi chung tay luôn.